Em xin chào tất cả các anh chị nha. Em đang đứng Vincom Vinmart tại thị trấn Long Thành. Rất phấn khởi, đây là trạm sạc điện xe ô tô, xe máy của VinFast đã có mặt tại thị trấn Long Thành nha các anh chị. VinFast sạc nhanh, sóng xanh. VinFast không? Trạm thiết bị sạc xe ô tô điện VinFast. Biến đổi nguồn điện sạc nhanh. Khoan thay thế Á Châu GSC. Mà bạn không thấy được VinFast mới xây dựng xong. Thôi, đúng là VinFast. Một hai ba, đây một cái nữa, nó tùy theo màu đen của nó ha. Hay chưa, đã có mặt tại Long Thành. Mỗi bình điện là khác. Đã chạm điện nó đầy đủ đây luôn rồi. Và cái chạm này nó khác thế này. Xoay thật cho các bạn xem. Được chưa? Mỗi cái chạm điện nó đều khác nhau theo xe. Vậy là xe VinFast, xe máy điện là đã có rồi, nhưng mà bây giờ là xe ô tô điện sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam rồi đấy các bạn. Bây giờ là xây trạm điện sạc trước, sạc trước, sau đó thì nhập xe về. Một tháng 500 ngàn là tiền pin. Từ cắm một đít kia coi. Trạm thiết bị sạc xe ô tô điện VinFast.